Ngoài hoạt động nghệ thuật, Lê Dương Bảo Lâm cùng vợ Quỳnh Quỳnh còn bán hàng online và gần nhất là mở quán nước vỉa hè ở quê nhà Đồng Nai. Thời gian qua, quán nước của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm hút hàng trăm khán giả đến thưởng thức các món nước, cũng như gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ như Hiếu Thứ Hai, Kiều Minh Tuấn. Khách hàng đến không chỉ để thưởng thức đồ ăn, thức uống mà còn gặp gỡ những người nổi tiếng. Lê Dương Bảo Lâm mời khá nhiều bạn bè đồng nghiệp tới ủng hộ, nhiều nghệ sĩ đến còn biểu diễn âm nhạc, giao lưu với khán giả. Hầu như quán của nam nghệ sĩ ngày nào cũng đông đúc, thậm chí không có bàn khiến nhiều người phải xếp hàng chờ đợi. Ngoài ra, Lê Dương Bảo Lâm cũng thường xuyên livestream để chia sẻ về quán nước của mình. Anh cũng tranh thủ đến quán để giao lưu, ca hát, phục vụ khán giả. Mới đây, quán nước của Lê Dương Bảo Lâm bị cơ quan chức năng đến kiểm tra vì gây ùn tắc giao thông, mất trật tự. Theo đó, ngoài khách vào ăn uống, nhiều người dân hiếu kỳ vì muốn nhìn các nghệ sĩ nổi tiếng, nên tập trung đứng ở bên ngoài theo dõi, quay video và chụp hình khiến cho khung cảnh trở nên náo loạn. Sau khi công an kiểm tra, Quỳnh Quỳnh bật khóc cầu xin khán giả ra về. Cô nói, mọi người thương em di chuyển giúp em chứ mọi người cứ đứng ở đó là, mai em không được bán nữa. Vì đã hết chỗ rồi nên mọi người di chuyển đi. Công an tới người ta chỉ là em thôi, em nói là hết bàn rồi. Lê Dương Bảo Lâm cũng cho biết vợ chồng anh buôn bán không vì kinh tế, chỉ vì niềm vui chứ không phải bán vé mời nghệ sĩ về biểu diễn. Ngay trong đêm sau khi lực lượng công an đến kiểm tra, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đã mời khách ra về và đóng quán. Nam nghệ sĩ, để ngỏ khả năng mở lại quán vì không biết sau lần này có bán được nữa không. Được biết ngoài làm nghệ thuật, Lê Dương Bảo Lâm còn thường xuyên phụ giúp vợ trong hoạt động kinh doanh, bán hàng online, anh thường xuyên lên livestream cùng vợ. Quỳnh Quỳnh, bà xã của Lê Dương Bảo Lâm, vừa chăm sóc ba con nhỏ vừa tranh thủ kinh doanh thêm.